sau 3 ngày chăm sóc vất vả, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cách thu hoạch trùng. Có rất là nhiều cách để thu hoạch trùng, nhưng phương pháp mà nhử bằng thức ăn như thế này là tôi thấy rất là hiệu quả và đơn giản nhất. Trước khi chúng ta thu hoạch thì chúng ta nhử cho trùng ăn. Cái cách nhử thì nó cũng tương tự như cách cho ăn bình thường, nhưng chúng ta chỉ cho ăn thưa ra một chút xíu thành từng cọng. Khi đó thì trùng sẽ gom vào những cái cọng thức ăn mới để mà ăn. Lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành để bắt. Thì vào sáng sớm thì chúng ta sẽ trải những tấm bạt ra dọc theo cái trại. Những nơi nào mà có ánh sáng tốt nhưng đừng trải trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó chúng ta dùng tay hốt những cái cụm phân mà trước đây một ngày chúng ta đã rải bỏ trong luống ấy ra, thì những cái nơi này là trùng rất là nhiều. Chúng ta chỉ bắt một cách chọn lựa thôi và chúng ta để lên trên tấm bạt. Khi đó thì trùng sẽ thấy ánh nắng mặt trời sợ, ánh sáng mặt trời sợ thì chui xuống dưới. Cứ thế khi chúng ta gạt cái lớp phân phía trên ra, chú ý là cái phân này thì nó chứa rất là nhiều cái kén trùng, chúng ta bỏ quay trở lại cái luống để chúng ta tiếp tục nuôi. Và cứ lần lượt gạt hết lớp này tới lớp khác thì phần còn lại ở phía dưới là cái trùng. Chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ bắt vào khoảng từ sáng sớm cho đến khoảng từ 11 giờ trưa. Nếu mà bữa nào mà trời nắng quá hoặc là trải tấm bạt mà trực tiếp dưới ánh nắng thì lúc đó cái nhiệt độ nó tăng lên thì cái miếng bạt này sẽ nóng. Thì khi trùng nó chui xuống dưới nó sẽ gặp cái tấm bạt nóng thì nó chui ngược trở lên lại. Lúc đó là trùng nó sẽ nằm ở khoảng giữa, chúng ta không thể tách được trùng. Chúc bà con thành công.